Xin chào tất cả các bạn, mình là Tiến, đến từ Coi 68 TV. Như tất cả các bạn đã biết, NFT là một trong những con sốt đã bùng nổ mạnh mẽ, góp phần không nhỏ vào việc đưa từ khóa crypto trở nên phổ biến trên toàn thế giới trong chu kỳ bull market vừa qua. Bên cạnh những bộ sưu tập có giá trị có thể lên đến hàng triệu đô la, cùng với đó là những cơ hội kiếm tiền đổi đời với tỷ suất sinh lợi nhuận cao chót vót. NFT còn mang đến cho những nhà sáng tạo này, những người nghệ sĩ cơ hội được đưa những cái tác phẩm của mình đến với người dùng thông qua công nghệ blockchain. Đồng thời, với sự ra mắt của NFT 5, một cái vùng đất tiềm năng đầy màu mỡ mới đã được mở ra dành cho các dự án NFT muốn phát triển xa hơn nữa. Lending, Borrowing, NFT, AMM, Derivative, Infrastructure, tất cả những cái mảnh ghép đã từng phát triển mạnh mẽ trong quá khứ, giờ đây đang được xuất hiện lại trên thị trường NFT. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều những cái cơ hội bùng nổ hơn nữa dành cho thị trường đầy tiềm năng này. Tuy nhiên, để làm được điều đó, NFT cần một nền móng cơ sở hạ tầng vững chắc để có thể làm bệ phóng cho sự phát triển trong tương lai. Đúng, nói một chính xác hơn thì NFT cần một blockchain riêng biệt để hỗ trợ cho chính nó. Và Aura Network đã được sinh ra để giải quyết vấn đề này. Vậy thì để làm được điều đó thì dự án Aura Network có gì đặc biệt? Hãy cùng mình và Coi 68 TV tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Aura Network là một nền tảng blockchain Layer 1 được xây dựng trên Cosmos SDK với cơ chế đồng thuận trên The Mint và được xây dựng nhằm mục tiêu là phát triển, mở rộng lĩnh vực NFT, tối đa hóa việc sử dụng NFT trên những cái ngành công nghiệp khác nhau. Tầm nhìn của họ không chỉ dừng lại ở việc là phát triển một blockchain hỗ trợ NFT riêng biệt. Aura Network được sinh ra với mục đích là thúc đẩy sự ứng dụng rộng rãi của blockchain nói chung và NFT nói riêng trên toàn thế giới, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển, nơi có những nền kinh tế mới nổi đang tích cực trong việc là ứng dụng công nghệ vào việc sản xuất và đời sống như là Việt Nam này, Indonesia này, những cái quốc gia Đông Nam Á. Để làm được điều đó, Aura Network sẽ trở thành một nền tảng trung tâm để hỗ trợ phát triển cho các dự án NFT và chuyển đổi số sang Web3 trong tương lai, đặc biệt là những dự án mang lại sự hiệu quả và ứng dụng thực tiễn, qua đó tiến một bước gần hơn với việc đưa lĩnh vực Web3 tiến đến mass adoption. Thứ nhất, Aura Network Foundation sẽ làm việc trực tiếp với các thương hiệu và công ty để giúp hỗ trợ định hướng chuyển đổi số từ Web 2 sang Web 3. Tiếp theo, Aura Network sẽ luôn chú trọng vào trải nghiệm của người dùng, bởi vì có một thực tế là những cái người dùng bình thường thì họ đã quá quen với việc là sử dụng những cái trình duyệt Web 2 thông thường. Chính vì vậy mà để có thể tiến tới mass adoption, để có thể trở nên phổ biến rộng rãi hơn, thì việc đem lại những cái trải nghiệm thoải mái và thân thiện cho người dùng là một việc rất là quan trọng. Có như vậy thì mới cái mức độ giữ chân người dùng và thu hút người dùng mới có thể đạt được những cái sự hiệu quả cao và tích cực. Và cuối cùng, Aura Network được phát triển dựa trên Cosmos SDK, một trong những framework phổ biến nhất được sử dụng để xây dựng blockchain ở thời điểm hiện tại. Họ có thể cung cấp cho các developer trong Web3 những cái bộ công cụ mạnh mẽ nhất, tiên tiến nhất để giúp tăng tốc độ phát triển của dự án. Hệ sinh thái của Aura Network được chia thành 4 lớp. Thứ nhất là Infrastructure. Lớp cơ sở hạ tầng của Aura Network đề cập đến nền tảng blockchain và các thành phần khác của mạng lưới, chẳng hạn như là các node này, các validator. Thứ hai là Currency. Hệ sinh thái Aura Network sử dụng hai loại tiền tệ chính, đó chính là Aura Coin và Aura Token trên hai blockchain là Binance Chain và XTC. Aura Network cũng hỗ trợ việc tạo những cái token chuẩn CDEP20 tương tự như các blockchain khác sử dụng module là COSWAM. Thứ ba là Application. Application bao gồm những cái ứng dụng như là Aura Scan này, Hello Chain này, Horoscope này, vân vân, những cái ứng dụng như vậy. Và cuối cùng là Open API, chứa những cái API tích hợp và SDK được sử dụng để mang cái loại tài sản NFT sang những cái Metaverse này. Aura Network không chỉ tự cung cấp những cái trải nghiệm Metaverse mà còn cung cấp những cái cơ sở hạ tầng để mang trải nghiệm những cái tài sản NFT sang những cái Metaverse khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, có rất là nhiều những cái dự án tiềm năng đang được xây dựng và phát triển trên hệ sinh thái của Aura Network. Thứ nhất là SIG2. SIG2 là một NFT Marketplace được tích hợp trên Aura Network. Đối với mạng lưới blockchain tập trung vào việc hỗ trợ cho các dự án NFT và mass adoption như Aura Network, thì SIG2 là một mảnh ghép không thể nào thiếu trong hệ sinh thái của họ. Ở giai đoạn hiện tại, SIG2 đang tập trung vào việc ươm mầm và thúc đẩy cho những cái nghệ sĩ truyền thống khám phá những cái khả năng lớn hơn trong việc là giúp họ tham gia vào thị trường NFT. Case study thành công nhất gần đây là họ đã giúp cho bộ sưu tập Uprising on the Peacock Sea của nghệ sĩ là Flon Jordan với những tác phẩm được về tay hoàn toàn biến thành NFT và sold out chỉ trong vòng chưa đầy 90 phút. Mục tiêu là để không ngừng nâng cao trải nghiệm của người dùng trên nền tảng. Từ đó người dùng sẽ có cơ hội là trải nghiệm được những cái trải nghiệm cá nhân hóa tương tự như những gì mà họ đã trải qua trên những cái platform mạng xã hội Web2. Ngoài ra, những cái bộ
sưu tập NFT trên SIG2 phần lớn là đều có những cái tính năng riêng biệt trong cả không gian, cả Web 2 lẫn Web 3. Có thể kể đến như là AHMOVE với lại Voucher sử dụng dịch vụ di chuyển, Fox với lại VIP Code dành cho ứng dụng FPT Play, Auraboy Gold Club với đặc quyền là kết nối NFT và những cái staking tool, với mục tiêu phát triển một nền tảng có thể phù hợp và dễ dàng sử dụng với mọi người, bất kể là người mới gia nhập thị trường hay là người cũ đã có kinh nghiệm. SIG2 đã cho ra mắt nhiều những cái tính năng nổi bật để mang lại trải nghiệm tốt nhất đối với lại người dùng. Ví dụ như là NFT Auction, tức là cho phép người dùng tự đề xuất mức giá mà muốn mua NFT với người bán. SIG2 còn có tính năng là giúp cho người dùng có thể tự tạo ra bộ sưu tập NFT của riêng mình và giới thiệu với mọi người. Thậm chí, người dùng cũng có thể mint NFT dưới dạng là video này, audio này và thậm chí là cả 3D format. Qua đó là giúp đa dạng hóa cái trải nghiệm và sản phẩm như SIG2. SIG2 sẽ hoàn tất việc tích hợp NFT, aggregator và data analytics dự kiến trong quý 4 năm nay. Từ đó sẽ trở thành một marketplace dành riêng cho cả pro collector và thậm chí là cả newbies. Monstera là một tựa game chiến thuật blockchain free to play and earn được phát triển trên nhiều blockchain khác nhau. Dự án được xây dựng bởi Crescent Science Studio. Tựa game lấy cảm hứng từ tựa game Clash of Clans hay là Boom Beach của Supercell. Đây là một trong những cái dự án GameFi hàng đầu trên những cái blockchain như là Binance Chain này, Avalanche Chain này và OKX. Tính tới thời điểm hiện tại, với hơn 450.000 người chơi và sắp tới dự án sẽ được ra mắt trên cả Aura Network. Thế giới của game được xây dựng công phu với những cái sinh vật huyền bí tên là Morgan. Khi tham gia vào game thì anh em sẽ được tự do xây dựng vương quốc của riêng mình thông qua việc phát triển những cái nền công nghiệp này, nông nghiệp, công trình và chiến đấu với những cái vùng đất khác nhau để mở rộng lãnh thổ. Điểm nổi bật của tựa game Monstera là sự kết hợp giữa mô hình free to play và free to earn, cho phép người dùng có thể vừa giải trí lại vừa có thể kiếm thêm thu nhập mà thậm chí họ không cần phải bỏ tiền chi phí đầu tư ban đầu. Monstera đã gọi vốn thành công 2,5 triệu đô từ những cái quỹ đầu tư lớn như là Hash này, Hubi Venture này, Sima Capital này, IC Lab, Salad Venture. Chỉ trong vòng 13 tháng kể từ khi ra mắt phiên bản chính thức, Monstera đã thu hút đến hơn 450.000 người chơi. Daily Active User của họ đạt con số 25.000. Thậm chí Concurrent User, tức là số lượng người chơi trong cùng một khoảng thời gian, có thời điểm đã đạt mức cao nhất đến hơn 7.000 người chơi. Và cuối cùng, cơ chế chống lạm phát. Điểm đặc biệt nhất khiến Monstera thực sự trở nên khác biệt đối với lại các dự án GameFi khác trên thị trường ở thời điểm hiện tại, đó chính là cơ chế phát triển cân bằng và chống lạm phát hiệu quả đối với lại nền kinh tế trong game. Theo đó, NFT và token được khai thác triệt để về mặt lợi ích nhằm cân bằng tỷ lệ cung và cầu trong game. Đốt Monstera Token. Cho đến thời điểm hiện tại, đội ngũ đã thực hiện tới 5 lần đốt đồng Monstera Token với tổng lượng đốt đạt hơn 540.000 token, giảm tổng cung xuống chỉ còn 99.460.000 token. Bên cạnh đó, việc phát triển các tiện ích sử dụng đa dạng cho cả vật phẩm và token trong game. NFT và cả token trong Monstera đều được sử dụng rộng rãi với nhiều chức năng khác nhau và được coi là các phương tiện để play to earn, bid to earn, watch to earn, stake to earn hay là đơn vị để mua vé tham gia những cái sự kiện trong game. Tựa game Monstera có thể được chơi trên nhiều thiết bị bao gồm cả PC lẫn thiết bị di động, có cả phiên bản iOS và Android. Ngoài ra, game còn hỗ trợ đa ngôn ngữ dành cho các cộng đồng đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Nhật Bản, Nga. AHFast là dịch vụ giao hàng bằng xe máy điện đầu tiên tại Việt Nam, cho phép người dùng giao hàng, đặt xe ôm và xe tự lái điện. Đây là một sản phẩm tinh hoa giữa hai ông lớn trong thị trường vận tải ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại, đó chính là VinFast và AHMOVE. AHFast không chỉ là một bước tiến lớn trong thị trường vận tải, mà còn là một trong những hình mẫu khi AHMOVE, một thương hiệu truyền thống đã không ngần ngại việc ứng dụng công nghệ blockchain vào trong sản phẩm với sự hỗ trợ đến từ Aura Network và đã thành công đưa những cái ứng dụng hữu ích của blockchain đến với đông đảo người dùng thông qua những tài sản thực tế. Điển hình là bộ sưu tập Greenovative NFT được ra mắt vào tháng 6 2023 vừa qua, kết hợp với Aura Network đã gây ra một tiếng vang lớn trong thị trường vận chuyển. Khi đây là lần đầu tiên người dùng có thể sử dụng những cái tài sản số hóa và sử dụng chúng để nhận được những cái hữu ích từ hệ sinh thái của AHMOVE. 3.333 NFT đã được bán hết chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi mở bán. Điều này cho thấy rất là nhiều những cái người dùng đang quan tâm tới lĩnh vực này. Và để tiếp bước sự thành công của chiến dịch vừa qua, AHMOVE vừa thông báo sẽ khởi động AHFast Ride to Earn tại thị trường Đà Nẵng vào tháng 10/2023 sắp tới. Chiến dịch này chủ yếu dành cho dịch vụ thuê xe điện và xe ôm điện như là một phần của chiến lược dài hạn sắp tới để đẩy mạnh xu hướng người dùng sử dụng các sản phẩm dịch vụ xanh với mục tiêu chuyển đổi 90% trong số 2 triệu người trong hệ sinh thái của AHMOVE. AHFast Ride to Earn sẽ là một minh chứng cho sự phát triển của ngành blockchain và Web3 tại Việt Nam. Đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ mới mẻ và nhận phần thưởng từ việc sử dụng những cái dịch vụ xanh vì một tương lai phát triển bền vững. HaloJay. HaloJay là sàn giao dịch phi tập trung đầu tiên và an toàn nhất trên mạng lưới Aura Network. So với các nền tảng DeFi khác, HaloJay được đánh giá cao nhờ việc sử dụng hợp đồng thông minh CoSquam, cung cấp khả năng thích nghi và bảo mật cao hơn nhờ máy ảo WebAssembly.
từ đó tăng cường tính bảo mật và cung cấp giao diện thân thiện với người dùng. Chính thức Manet vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, Halogen đã thông báo ra mắt Farming Pool mới, đó chính là Aura USDC, với tổng phần thưởng trị giá 300.000 Aura. Halogen Farm là một trong những cái tính năng cốt lõi của sàn giao dịch Halogen, cho phép người dùng nhận phần thưởng Aura bằng việc stake những LP token. Aura Network đã huy động được 6,6 triệu đô la từ những cái quỹ đầu tư hàng đầu như là Hash, này, Digital Wave Finance, Coin98 Lab, KuCoin Labs và Kyber Venture. Ngoài ra, Aura Network còn được hợp tác với hai ông lớn truyền thống như là FPT và Aave. Aura Network có kế hoạch đảm bảo rằng các DApp sẽ được triển khai và hoạt động đầy đủ trong tương lai gần. Các nhà lập trình DApp sẽ được đổi mới liên tục và phát triển thêm nhiều tính năng mới để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Tương lai gần của Aura Network là tập trung vào phát triển NFT liên quan đến SocialFi và GameFi, làm cho chúng trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái của NFT. Và cuối cùng, Aura Network sẽ hướng tới một tương lai đa chuỗi, liên kết với những cái mạng lưới khác nhau và thế giới Metaverse khác nhau. Đến tới thời điểm hiện tại, Aura Network đã đạt được nhiều những cái thành tựu nổi bật kể từ dịp ra mắt, với hệ sinh thái đa dạng và sự phát triển bền vững đến thời điểm hiện tại. Với việc tập trung vào mục tiêu phát triển và hỗ trợ những cái dự án NFT, Aura có tốc độ nhanh hơn, ít bị nghẽn hơn và chi phí thấp hơn. Trong khi đó, họ không cần phải hy sinh tính bảo mật hay tính phi tập trung của mình quá nhiều. Do đó, họ có thể tối ưu hóa cái hiệu suất mạng lưới của chính mình. Những dự án như SIG2, Halogen hay Aavefast là những dự án cực kỳ tiềm năng, minh chứng cho sự thành công bước đầu của Aura Network tính tới thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, hành trình của những builder chưa bao giờ là thỏa mãn với những gì mình đạt được. Trong thời gian tới, Aura Network sẽ tiến hành nhiều kế hoạch để phát triển những cái dự án hơn, như là upgrade branding, ra mắt những giao thức DeFi mới, hỗ trợ cross-chain thông qua IBC, một giao thức tương tác đa chuỗi của Cosmos. Đội ngũ phát triển chính của Aura Network là một lực lượng chuyên nghiệp và hùng hậu, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trải dài từ những cái lĩnh vực Web 2 truyền thống sang đến Web 3. Trong đó, core team bao gồm 4 thành viên chính: anh Giang Trần, nhà sáng lập chính của Aura Network, anh đảm nhận nhiệm vụ thúc đẩy chiến lược phát triển và tăng trưởng của dự án. Anh Giang Trần còn là thành viên của Forbes Technological Council, có chuyên môn đáng kể về công nghệ cloud và blockchain. Tiếp theo là anh Yamato Trần. Anh là cựu CEO tại công ty FPT Software. Trong quá khứ, anh Yamato Trần đã từng dẫn dắt nhiều dự án công nghệ kêu gọi vốn thành công. Chị Thu Trần, chị là CMO của nhiều công ty startup trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và cuối cùng là anh Long Nguyễn. Anh là một kỹ sư phần mềm đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển các dự án blockchain quốc tế kể từ năm 2018. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của nhiều advisor hàng đầu như là ông Trương Gia Bình, chủ tịch của tập đoàn FPT, anh Vinh Nguyễn, founder and CEO của Coin98, anh Lê Thanh, founder của Coin98. Đây đều là những cái doanh nhân nổi tiếng và thành công trong cả lĩnh vực Web 2 và Web 3. Mới đây thì đội ngũ của Aura Network cũng đã có thêm sự góp mặt của YK với vai trò là CBDO của dự án. YK đã từng bắt đầu với thị trường crypto từ năm 2018 với vị trí là Head of Business Development của Nouns Foundation. Sau đó thì ông đã có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư vào các dự án Layer 1 và cơ sở hạ tầng blockchain cùng với quỹ đầu tư Hash. YK đã từng tham gia một buổi phỏng vấn cùng với đội ngũ Coin98 TV để chia sẻ thêm những thông tin về dự án Aura Network. Anh em có thể xem thêm trực tiếp tại đây. Aura là token gốc của hệ sinh thái Aura Network. Aura token được phân bổ và phát hành như sau: phát triển hệ sinh thái 21,5%, được unlock 30% tại DGA và Line Investing trong vòng 2 năm. Token listing 1,75%, được unlock 100% tại TGA, vòng đầu tư chiến lược 13%, Line Investing trong vòng 2 năm. Private Sale 1, 2,16%, unlock 2% tại TGA và Line Investing trong vòng 2 năm. Private Sale 2, 0,6%, unlock 5% tại TGA và Line Investing trong vòng 2 năm. Block Rewards 25% và vesting trong khoảng 5 năm. Đội ngũ phát triển và cố vấn 20%, lock trong 1 năm đầu tiên và sau đó Line Investing trong vòng 3 năm. Launchpad 1,25%, unlock 100% tại TGA. Foundation Reserve 14,99%, Line Investing trong vòng 2 năm. Về token Use Case, token Aura có thể được sử dụng cho rất là nhiều những cái mục đích khác nhau. Thứ nhất là quản trị dự án này, hoặc có thể tham gia staking và nhận reward, làm phí giao dịch trên nền tảng, giao dịch và swap trên thị trường, hoặc là làm phương tiện thanh toán cho những cái dịch vụ, những cái tiện ích khác trong hệ sinh thái của Aura Network. Nhìn chung, sau một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong chu kỳ vừa qua, NFT đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong sự phát triển của thị trường crypto. Việc Aura Network tập trung toàn bộ nguồn lực của họ để phát triển và hỗ trợ hệ sinh thái NFT cho thấy tầm nhìn và quyết tâm của họ muốn đưa NFT nói riêng và công nghệ blockchain nói chung phổ biến trên rộng rãi hơn trên toàn thế giới, đặc biệt là ở những quốc gia có nền kinh tế mở, nơi luôn sẵn sàng ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất và phát triển. Mặc dù chặng đường phía trước có thể có nhiều chông gai và thử thách, nhưng nếu Aura Network tiếp tục phát huy thế mạnh và lộ trình phát triển của dự án, thì mình tin rằng họ sẽ là những nhân tố quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc đưa thế giới Web 3 tiến đến mass adoption và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Ok, video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã coi đến cuối. Nếu các bạn cảm thấy thông tin trong video hay và bổ ích, thì cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những tin tức mới nhất đến từ đội ngũ Coin98 TV nhé.